Em lên được cú cho đội nào? Em lên cổ vũ cho đội nào? Em thích đội quên mình cái đội chồng em. Quê tao mà cổ vũ mà. Bắc Ninh áo căng lạ lạ. Chị đỡ cô đơn. Không, em yên tâm, chị lát nữa chị cũng chạy thôi. Chị sẽ phái thử một thằng khác ra. Chị làm gương rồi. Làm gương. Để lùi lại tí, nhắc lại. Sát biên nó không nhìn thấy. Để nhìn thấy vạch biên. Chị đang tìm trong bài, chị đang tìm trong bài lái. Chào mừng quý vị và các bạn đến với diễn biến chính trong hiệp đấu thứ nhất giữa hai đội Bắc Ninh FC và đội chủ nhà Real Tomama FC. Xuất phát trong hiệp đấu thứ nhất, các cầu thủ Real Tomama FC trang ra quân với trang phục truyền thống áo đỏ quần đỏ tất trắng. Và các cầu thủ FC Bắc Ninh ra quân với áo cam quần đen tất xanh. Đây là trận đấu trong khuôn khổ giải giao hữu 5 đội. Sau hai lượt đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Real Tomama đang có một trận thắng và một trận hòa. Một trận hòa và một trận thua. Xin lỗi quý vị. Và các cầu thủ FC Bắc Ninh đang có một trận hòa và một trận thắng, có 4 điểm trong tay. Các cầu thủ Bắc Ninh đang nhập cuộc với sự tự tin rất mãnh liệt. Ngay từ những phút đầu tiên thì nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Họng pháo trên hàng công trong trận đấu này được đặt lên đôi vai của Quyết Torres, cầu thủ mang áo số 28. Anh có thể hình rất lý tưởng. Cục diện của các cặp đấu đang rất căng thẳng. Sau hai lượt đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Real Tomama đang gặp rất nhiều bất lợi. Các đội bóng tham gia giải giao hữu năm nay có nền tảng kỹ thuật và thể lực rất tốt, rất xuất sắc. Cường Nona, bóng vẫn đang trong chân của Cường Nona, rất khéo. Sơn Kevin, Sơn Kevin là cầu thủ người gốc Cameroon, Cộng hòa Congo. Khép lại kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2020 thì bầu hiệp đã đưa Sơn Kevin về với chủ sân Real Tomama. Trận đấu này được diễn ra trên sân Tora, sân nhà của Real Tomama FC. Các cầu thủ Bắc Ninh FC thực hiện một quyền pha đá phạt. Cầu thủ số 12 đang đứng trước bóng, rất có thể là một pha sút luôn, rất nguy hiểm, rất xuất sắc. Minh Tân đã làm chủ. Lại một pha phất bóng dài của Minh Tân. Đem đến giải đấu giao hữu năm nay, đội chủ nhà Real Tomama sử dụng rất nhiều các cầu thủ trẻ nhằm cọ sát tinh thần. Rất nguy hiểm, một pha phạt xuống rất hay của tiền đạo số 10 bên phía Bắc Ninh FC. Ở phía sân đối diện là cặp đấu giữa hai đội Hải Dương FC và Thakhe FC. Có thể nói đây là một cặp đấu tranh ngôi vị nhất nhì của giải đấu ngày năm nay. Hải Dương FC đang có 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Cường Đô Nạ và trọng cánh rất hay.
chung vậy. Rất nguy hiểm. Bóng đã chạm sang ngang. Pha sút xa rất hay của hậu vệ cánh số 96 bên Bắc Ninh FC. Rất tiếc bóng đã tìm trúng sang ngang. Cầu thủ 96 sở hữu thân hình rất lý tưởng và một khuôn mặt rất điển trai. Cầu đô la. Đến với giải giao hữu năm nay, mảnh đất Kinh Bắc đem theo rất nhiều mục tiêu. Sút xa, nguy hiểm, không vào. Anderson, Son Kevin và giả chân rất nhanh của Son Kevin. Cầu thủ bên Bắc Ninh FC, thủ môn đã rất vất vả mới có thể đẩy được pha bóng vừa rồi. Phạt bóng rất hay. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ Bắc Ninh FC. Cầu thủ 96. Huy Béo. Động tác thừa của Huy Béo. Đó, pha đá phạt lên cho cầu thủ Bắc Ninh FC. Pha tỉ người rất kỹ thuật của Đình Kính. Trọng tài đã không có từ còi. Rất hay. Tiếp tục. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Vẫn chưa có tiếng còi của trọng tài. Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi, bảo mọi người lùi lại em chút. Cả đội bạn nữa. Chúng ta có thể thấy thời tiết trên sân rất ủng hộ hai đội. Nắng đã tắt. Rất kỹ thuật. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các thủ Bắc Ninh FC. Một pha chọc khe. Huy Béo đã cất được bóng. Quyết Torres. Không được rồi. Rất kỹ thuật. Đã có một pha vào bóng từ sau của các cầu thủ Real Thomas. Một pha đá phạt. Có rất đông khán giả theo dõi trận đấu này trên sân Tô Đạ. Chúng ta hãy cùng rất đông khán giả. Rất nguy hiểm. Đình Kính. Và mở cánh rất thoáng cho Huy Béo. Lại một pha chuyền dài cho Quyết Torres. Rất cồng kềnh Quyết Torres. Không được rồi. Một mình Quyết Torres tả xung hữu đột giữa hàng thủ của các cầu thủ Bắc Ninh FC. Anh đã không thể làm gì được. Gọi cho San để cả cái kia đấy. Cái trái nhiệm gì á? Ai? Đình Kính. Những pha che chở rất khôn ngoan của Đình Kính. Một pha đá phạt lên. Phút thứ 9 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Quyết Torres truyền cho Cano La. Huy Béo căng ngang. Không được rồi. Huy Béo đã quá lăn nốt trong tình huống bóng vừa rồi. Pha phản công của Bắc Ninh FC. Khắc Việt đã toàn được bóng. Rất kỹ thuật. Bóng chân của Bắc Ninh. Rất kỹ thuật. Làm gì đây? Hoàn hậu thủ môn Minh Tân. Bóng đã đưa đi hết đường bên góc. Và đá phạt biên cho cầu thủ Bắc Ninh FC. Real Toma thực hiện quyền thay đổi người. Khắc Việt ra sân và Nong Rio vào sân. Xuất sắc. Hoàn hậu Cano La.
cái đùi của Cardona đã cắt được pha bóng trong tình huống bóng vừa rồi. Phút thứ 10 của trận đấu. Xuất hiện trên màn hình của quý vị là rất nguy hiểm là đội trưởng Xuân Tuấn. Xuân Tuấn đã cũng là một cầu thủ đang sinh hoạt trên biên chế của Bắc Ninh FC, nhưng trong giải giao hữu năm nay thì anh trở về với câu lạc bộ chủ quản Real Tomama FC để cùng với các đồng đội đối mặt với lại Quyết Toilet. một cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Và phát bóng rất nguy hiểm, hoàn hồn Minh Tân. Minh Tân đã rất bình tĩnh trong pha bóng vừa rồi. Đình Kính. Còn Luna rất hay. Pha chọc khe rất hay của Cardona, bóng đi nhanh như chớp và chúng tôi đã không theo được tình huống bóng vừa rồi, rất đáng tiếc. Sức ép liên tục được các cầu thủ Real Toma FC tạo ra nhằm hòng tìm kiếm bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Hoàn hô công và qua người rất tinh tế của Sơn Kevin. Tiếp tục Real Toma thực hiện quyền thay đổi người. Không qua được nào. Sau khi nhận thấy thủ môn của Toama dâng cao thì cầu thủ FC Bắc Ninh đã có một pha ra sân rất nhanh từ bên phần sân nhà. Huy Béo đã được rút ra sân, thay vào đó là Xuân Tuấn. Chúng ta vừa nhắc đến Xuân Tuấn. Liệu Xuân Tuấn sẽ làm gì với đội bóng mảnh đất Kinh Bắc thân yêu? Những pha đối đầu rất duyên nợ. Lượt đấu cuối cùng sẽ là một cuộc đấu rất duyên nợ giữa FMB FC và cầu thủ Real Toma FC. Quyết ủa anh Quyết rồi. Rất quyết liệt. Những pha tranh chấp rất quyết liệt giữa sân. Pha đá phạt cho các cầu thủ Bắc Ninh FC. Rất bế tắc. Một pha phá bóng chịu một quả đá phạt biên của thủ môn bên phía Bắc Ninh FC. Đi đây, pha cuối đây. Ui. Quyết Toilet cũng là một cầu thủ sinh ra trên mảnh đất Kinh Bắc. Rất khéo léo, Cường Nô La. Và trích bóng Quyết Toilet. Không được rồi. Mười giây. Những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Trọng tài đã nổi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu giữa FC Bắc Ninh và Real Toma FC. Kết thúc hiệp 1 tỷ số vẫn đang là 0-0. Mời quý vị và các bạn đến với một phút quảng cáo. Trang trang. Thuê nhà tìm bất động sản Real Toma. Đá bóng cũng tìm Real Toma.
Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với những diễn biến trong hiệp 2 của trận đấu giữa giao hữu giữa FC Bắc Linh và Real Tomasi. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 0-0. Bước sang hiệp 2, hai đội hiện thay đổi người. Pha chip bóng rất hay. Hoan hô đình kính. FC Bắc Linh đã tung hai trụ cột vào sân nhằm xoay chuyển tình thế và tìm kiếm những điểm số có lợi cho riêng mình. Rất hoan hô Minh Tân. Những phút đầu tiên của hiệp 2, hai bên đã dâng cao đội hình để tìm kiếm những bàn thắng, khai thông thế bế tắc. Real Toma cũng đã có đến hai sự thay đổi người. Vào sân siêu tiền đạo Xuân Huy. Vào Duy Tếu. Đình Kính. Một pha đá phạt góc cho cầu thủ Real Toma FC. Với việc FC Hải Dương đang có 2 điểm và lợi thế rất lớn trong trận đấu cùng giờ thì FC Bắc Linh buộc phải thắng trong trận đấu này thì mới có thể tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch. Rất nguy hiểm. Cái này đang không đều. Hải Dương ấy thôi, chắc thắng là... Xuân Tuấn. Vẫn là một phát xuất sắc. Hoan hô Xuân Tuấn. Bóng đi rất hiểm. Rất kỹ thuật. Xuân Tuấn thực hiện pha đá phạt biệt. Văn Viên. Rất hay. Vẫn là những pha xỏ hàng đặc sắc của Duy Tếu. Trao tay yêu cầu cầu thủ Bắc Linh FC thực hiện lại quyền đá biên. Trao tay bên nào hôi tòa này chỉ ở bên đấy. Chạm tay Xuân Huy. Huy mệt chưa? Đá tài đá cho Saitama. Có đi hết đường bên ạ. Và đá biên cho cầu thủ Tomasi.
Ở phía sân bên cạnh thì Hải Dương tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sân Công Cộng. Mình thần đã rất vất vả mới có thể kiểm soát được tình huống bóng vừa rồi. Rất hay. Hai đánh một. Trong xuống. Hay quá anh ơi. Xuống. Hoàn Hồ Minh Tân. Rất quyết liệt. Mình Huy. Bóng vẫn còn trong sân. Kiệt kỹ thuật. Hoàn Hồ Duy Tiếu. Và để bóng rất quyết liệt của Duy Tiếu. Rất nguy hiểm. Minh Tân. Hoàn Hồ Minh Tân. Minh Tân đã bị đau trong tình huống cản phá bóng vừa rồi. Biết kìa. Hàm dày lắm. Đứng để họ bán. Trọng tài, cô tài, trọng tài, anh người. Lão ơi, nghỉ một tí em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dề thế. Phản công, phản công. Hoan hô. Và dần rất hay của Xuân Huy. Cú vào hay là anh vào? Anh vào đi. Anh vào đá tiền đạo. Tí em đá thay anh Tuấn được. Em đá vào. Và tí em đá thay anh Tuấn thì nữa. Ok. Anh mà thay Huy đá tiền đạo. Huy á? Không phải đá mười. Tôi thay người anh ơi. Tôi thay người. Bóng chết rồi. Thay người. Rồi, ngồi đây. Anh ơi, giao hữu đâu hả? Anh ơi, ở ngoài không nói. Anh nghe đồ bị đá truyền đi. Xuân Hiệp. Hiệp Hoa. Không ngoài, hiểu ý. Hiệp Hoa trong tình huống bóng vừa rồi. Em ơi biên này. Hay quá. Xuân Tuấn và Xuân Huy. Hết rồi anh ơi. Hết rồi. Bóng đập vào chân anh áo cao rồi. Còn góc thì anh chỉ thảo vào phía góc anh rồi. Còn biết thì một báo vào nữa là anh chỉ gặp anh đấy. Đúng rồi. Đấy. Còn trọng tài, bây giờ trọng tài mình làm cao lên. Có để cầu thủ đó anh em. Có bàn thắng cho cầu thủ Bắc Ninh FC vào những giây phút cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Rất đáng tiếc. Chú ý nhá. Chú ý nhá. Đẩy lên. Đẩy lên. Tập trung vào. Rất hay. Vào. Nhập đi. Liên tiếp là những pha hãm thành của cầu thủ Bắc Ninh FC. Nếu như Bắc Ninh FC có 3 điểm trong trận đấu này thì trận lượt cuối cùng sẽ rất đáng xem. Đó là cuộc đua đến người vô địch của Bắc Ninh FC và Hải Dương FC. Cho bây giờ đúng 1 phút đến 16. Về đây. Ám sát luôn. Nhìn người. Thưa, Vâng, trọng tài đã đổi tiếng còi kết thúc hiệp đấu giữa Bắc Ninh FC và cầu thủ Đen Tông AC.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về cầu thủ Bắc Linh FC. Xin chúc mừng cầu thủ Bắc Linh FC.